Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Trong video chia sẻ ngày hôm nay chúng ta cùng đến với dự án Airdrop để nhận 10 USDT đến từ nền tảng của sàn Bitmax nhé. Thôi thì ở cái sự kiện này trước khi tham gia thì mọi người cần phải có một cái tài khoản ở trên sàn Bitmax, đường link đăng ký mình có để dưới phần mô tả. Nếu ai chưa có tài khoản thì hãy đăng ký theo đường link ở phía dưới phần mô tả nhé. Rồi sau khi có được tài khoản từ sàn Bitmax thì mọi người sẽ bấm vào cái đường link sự kiện ở dưới phần mô tả và sẽ tiến hành làm các nhiệm vụ cho mình. Rồi thì ở đây mọi người sẽ đăng nhập vào biểu mẫu Glamio và sẽ làm các nhiệm vụ. Đầu tiên thì mọi người sẽ kết nối để đăng nhập này. Rồi sau khi đăng nhập xong thì mọi người sẽ nhập cái UID của sàn Bitmax. Rồi mọi người sẽ quay trở về sàn Bitmax. Ở đây thì mọi người sẽ bấm vào cái hình đầu người ở góc trái trên cùng này cho mình. Và sau đó thì mọi người sẽ bấm vào đây để copy cái UID nhé. Đó. Rồi sau đó quay trở lại cái biểu mẫu. Mọi người sẽ nhập cái UID của sàn Bitmax vào đây. Rồi chọn continue. Tiếp tục là follow Twitter này. Sau đó thì follow Bitmax NFT. Rồi theo dõi. Tiếp tục quay trở lại. Mọi người chọn continue. Rồi sau đó thì retweet lại cái bài đăng. Chọn tweet lại. Like này. Sau đó quay về. Rồi ở đây mọi người chọn continue. Tiếp tục rơi vào kênh Discord của Bitmax. Rồi mọi người sẽ xác minh nhé. Kéo lên rồi tích chọn ô vuông, sau đó chọn hoàn thành. Rồi sau đó ở đây mọi người kéo sang Rune Start Your Adventure Now. Mọi người bấm vào cái đường link này cho mình. Đây là cái trang web chính thức của nó nhé. Ở đây mọi người có thể chơi game. Ok, quay trở lại với cái biểu mẫu của nó này. Chọn continue. Tiếp tục rơi vào Telegram. Rồi, mọi người chọn join cho mình. Sau đó quay trở lại. Continue. Đăng ký kênh YouTube của nó này. Chọn đăng ký. Quay trở về. Rồi, sau cùng ở đây nó sẽ có một cái đường link để mọi người đi chia sẻ nhé. Thì mọi người copy cái đường link này chia sẻ để tăng thêm cái cơ hội chiến thắng của mọi người. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn mọi người tham gia vào dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.